kính thưa ban tổ chức cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Kính thưa toàn thể các quý độc giả, toàn thể các bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý khán giả, quý bạn đọc trên những người yêu mến sách trên cả nước. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Việt Anh, năm nay tôi 23 tuổi, hiện đang công tác tại đơn vị Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Hôm nay rất vui và vinh dự cho tôi khi được đăng ký tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu lần này. Đại diện cho đơn vị, tôi rất vui và vinh dự khi được tham dự chương trình cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi này, chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và bỡ ngỡ. Vì vậy, rất mong nhận được sự thông cảm cũng như nhận được sự ủng hộ nhiệt thành tới từ toàn thể các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng sau đây là nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Nơi đây gắn liền với việc giáo dục truyền thống, tinh thần cách mạng của người dân tỉnh Yên Bái nói chung và trên toàn thị xã Nghĩa Lộ nói riêng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, bất luận làm công việc gì cũng đều cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần phải đọc sách để không bị mù lại. Người làm công an cần phải đọc sách để có thể thực hiện tốt công tác nắm tình hình. Người làm lĩnh vực chuyên môn cần phải đọc sách để nâng cao trình độ. Và người làm công tác lãnh đạo, quản lý cần phải đọc sách để có kiến thức nhằm lãnh đạo, quản lý tốt hơn, vân vân. Như vậy có thể thấy được tầm quan trọng của việc đọc sách đối với mỗi con người, mỗi vị trí và mỗi lĩnh vực công tác là quan trọng như thế nào. Đọc sách không chỉ giúp mình lấp đầy khoảng thời gian, khoảng trống của mỗi bản thân mà ngoài ra còn có thể giúp nâng cao trình độ, bổ sung thêm kiến thức, phục vụ cho cuộc sống. Phát huy đúng lời dạy của Bác, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại thường sang khu vực khuôn viên khu tưởng niệm Hồ Chí Minh, ngồi đọc những cuốn sách để nhằm bổ sung thêm kiến thức, dung nạp kiến thức, phát huy kiến thức, trình độ, bổ sung thêm kiến thức phục vụ cho công tác, cũng như là tận hưởng những phút giây thư giãn bên ngoài công việc khi có thể tạm gác được công việc sang một bên. Như các bạn đã thấy ở đây, trên tay tôi đang cầm là cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống, dịch tiếng Anh là How to Stop Worrying and Start Living của tác giả Dale Carnegie. Đây là cuốn sách, một trong những cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất, yêu thích nhất, có thể đọc đi, đọc lại, mãi không thấy chán qua cuộc thi lần này. Tôi cũng muốn giới thiệu, lan tỏa và nhân rộng những điều quý giá, bổ ích mà tôi có thể học được từ cuốn sách tới toàn thể quý bạn đọc, toàn thể quý khán giả, những người yêu mến mộ sách trên cả nước Việt Nam. Cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống, How to Stop Worrying and Start Living của tác giả Dale Carnegie, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1948. Kể từ đó đến nay đã trải qua rất nhiều lần tái bản với số lượng ấn phẩm lên tới hàng triệu bản sau hơn nửa thế kỷ. Cuốn sách này gồm 312 trang, nó không quá dày và cuốn sách này gồm có 6 phần. Mỗi phần là tổng hợp những phương pháp giúp loại bỏ nỗi lo lắng, lo toan, muộn phiền không chỉ của riêng tác giả mà còn của tất cả chúng ta, của mỗi con người đang phải đối mặt với cuộc sống, với thực tại đầy khắc nghiệt, đầy những thử thách, giúp chúng ta định hướng được tương lai tích cực hơn, đạt được nhiều thành công hơn. Cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống là cuốn sách mà nhan đề đã nói lên tất cả những nội dung có thể truyền tải được qua từng trang sách. Bất kỳ ai trong số chúng ta đều có thể gặp phải những khó khăn, hoạn nạn, nỗi lo âu, muộn phiền về cuộc sống, gia đình, xã hội, bạn bè, người thân, vân vân. Cuộc sống sẽ không dễ dàng giải thoát bạn khỏi những lo âu muộn phiền đó. Mà ngược lại, nếu chúng ta quá lo lắng, muộn phiền, buồn rầu về những nỗi lo như vậy, cơ thể chúng ta sẽ có thể dẫn đến tình trạng mất kiểm soát và dẫn tới kiệt sức. Cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống khuyên bạn hãy khóa chặt dĩ vãng, sống đúng với thực tại và hướng tới tương lai. Mọi công việc, mọi câu chuyện đều có thể giải quyết được, chỉ cần bạn thực sự bình tĩnh, đưa ra hành động đúng thời điểm và làm những gì đúng như bạn muốn vào đúng thời điểm, đúng khoảnh khắc. Cuốn sách Quẳng gánh lo đi và vui sống có những cách có thể giúp bạn giảm thiểu đi rất nhiều lo lắng trong cuộc sống. Tác giả đã tập hợp tất cả những
phương pháp cũng như những kinh nghiệm mà tác giả đã có được để chia sẻ tới quý bạn đọc, quý độc giả về những phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng, lo lắng mà mọi người có thể gặp phải trong cuộc sống, như là tâm sự, chia sẻ với người khác, tìm cách giải quyết vấn đề, cũng như là quên đi những nỗi lo của ngày hôm nay và tập trung vào những công việc cũng như dự định sắp tới của ngày mai chẳng hạn. Cuốn sách Quảng Gánh Lo Đi Và Vui Sống là một cuốn sách rất hay và rất kỳ lạ. Rất lạ là ở chỗ, cuốn sách này chỉ dày vỏn vẹn, có hơn 300 trang, nhưng lại là một cuốn cẩm nang tri thức về kiến thức thực tế tuyệt đối dày và rất có ích cho xã hội. Mỗi mục giống như những câu chuyện được kể rất tỉ mỉ và kỳ công về lịch sử, lược sử của thành công của mỗi con người. Toàn bộ cuốn sách bao gồm toàn bộ những chương, những lược sử về các phương pháp thành công của mỗi con người đã được thành công, thành danh mà tác giả đã tổng hợp lại, gói gọn nó vào vỏn vẹn trong những trang sách ở đây. Thành công là một khái niệm rất bao quát và rộng mở. Thành công có thể bao gồm thành công về vật chất và tinh thần. Do đó, để thành công thì bạn cần phải hành động. Dale Carnegie đã viết, bạn sẽ nhận ra nhiều điều mà chúng ta đã có thể bị lãng quên. Vấn đề không phải vì chúng ta không biết hay không hiểu, mà là vì chúng ta không tự tin hành động. Mục đích của cuốn sách Quảng Gánh Lo Đi Và Vui Sống là để kể lại, làm sáng tỏ, tôn vinh và phân tích dưới góc nhìn mới của thời đại về những chân lý, căn nguyên, căn bản đã có từ thời cổ xưa, nhằm giúp xây dựng niềm tin nơi bạn và giúp bạn tự tin áp dụng chúng. Nhờ các phương pháp của Dale Carnegie tổng hợp trong cuốn sách Quảng Gánh Lo Đi Và Vui Sống mà hàng triệu các độc giả trên thế giới đã có thể an tâm, yên tâm thực hiện được các nhiệm vụ và ước mơ của mình, hoàn toàn loại bỏ đi được mọi lo lắng, muộn phiền. Những phương pháp đó cụ thể là: hãy đóng chặt những cánh cửa sắt dẫn đến quá khứ và tương lai, chỉ sống trong những vách ngăn của hiện tại. Nhìn nhận những mặt tích cực của cuộc sống, khi làm việc đến quên mình, ta cũng quên đi mọi lo lắng. Thử kiểm tra theo luật bình quân, xác suất xảy ra điều bạn đang lo lắng là bao nhiêu phần trăm. Luôn nỗ lực hết mình, hãy nghĩ đến những may mắn bạn có được chứ không phải là những rắc rối. Hãy quên đi bản thân bạn bằng cách quan tâm đến người khác. Mỗi ngày làm một điều tốt có thể khiến ai đó mỉm cười. Qua hơn nửa thế kỷ, những lời khuyên thiết thực và sâu sắc của Dale Carnegie vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay. Vậy nên, còn chần chừ gì nữa mà không mau thêm cuốn sách này vào tủ sách yêu thích của các bạn. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể các bạn, các quý độc giả trên cả nước đã theo dõi và lắng nghe phần dự thi của mình. Hãy bình chọn cho phần dự thi của mình bằng cách xem, yêu thích và chia sẻ video của mình trên YouTube nhé. Đừng quên trước đó hãy nhấn nút subscribe, đăng ký kênh YouTube Sách và Trí Tuệ Việt trước đó nha. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.